Như vậy là chúng ta đã kết thúc 3 ngày trải nghiệm và 3 ngày xử lý điều trị trong 4 cái ao của anh Ngà ngày hôm nay. Thì hôm nay Hoa xin tóm tắt lại cái quy trình cho ăn của mình và cái quy trình xử lý nước ra sao. Thứ nhất, quy trình cho ăn của mình do cái đường ruột của con tôm nó hơi yếu và gan nó cũng yếu, nhưng mà mình ưu tiên xử lý đường ruột trước rồi mình xử lý gan kèm đồng bộ luôn. Đầu tiên thì mình cho ăn cái bộ đôi Entero EHB và rồi bí súp này, mình cho ăn 3g trên kg thức ăn. Một ngày mình ăn cử đầu tiên trong ngày. Cử thứ hai là anh Ngà sẽ cho ăn cái sản phẩm Biomix này, gọi là men tiêu hóa sống, để làm lành thành ruột, để tái tạo thành ruột và tăng chỉ số hấp thu. Và cử thứ ba là cái cử khá là quan trọng, vì trong ao của mình có nấm đồng tiền, nấm chân chó đó mọi người, nên chúng ta phải cho ăn, buộc phải cho ăn bộ đôi anti HB và VD Clear này, để nó đào thải nấm ra khỏi đường ruột tôm, để nấm nó không ký sinh lại và giải độc cái đường ruột của tôm, tránh tôm nó bị lỏng ruột, phân trắng, và tránh cái tình trạng mà nấm ký sinh trong đó, nó làm ổ trong đó và nó sinh sản ra ngoài, mình sẽ không diệt tuyệt chưng nấm được mọi người nhé. Và cuối cùng là chúng ta không thể thiếu cái sản phẩm thảo dược cho ăn này. Cái thảo dược này thì mình nhập khẩu từ Ấn Độ và đây là cái thảo dược nguyên liệu. Mình chỉ cần cho ăn 3ml trên 1kg thức ăn khi mà tình trạng gan tôm nó xấu. Và bình thường mình chỉ cần định kỳ một ngày một cử, liều chỉ cần 1ml trên 1kg thức ăn thôi thì gan tôm nó đã đẹp rồi mọi người. Thì mình điều trị thì mình cho ăn như vậy một ngày đầu, còn ngày thứ hai mình giảm liều lại. Đây mọi người, mời mọi người xem qua cái quy trình cho ăn nhé. Tiếp theo đây thì Hoa xin chia sẻ với mọi người về cái quy trình xử lý nước 3 ngày qua để chuyển cái màu nước từ màu xanh gao má, xanh đen, lợn cợn nhiều và nhớt bạc đái, nấm nhiều, thì để có tạo ra được cái màu trà như thế này và không còn lợn cợn nữa, giảm khí độc NO2 hẳn và không còn nhớt bạc đái nữa. Thì đầu tiên thì trong lúc trời nắng nóng như thế này, nhiệt độ nó càng cao thì càng tốt nha mọi người, nước nó ấm nhiều hơn, thì mình sẽ dùng một cái sản phẩm enzyme này. Đây là enzyme 01, dùng để đánh vào buổi trưa để cắt đi những cái tảo xanh trong nước của mình. Tiếp theo là mình sử dụng cái sản phẩm Clear NH3NO2 này. Mình sục với khoảng 10kg mật đường cộng với khoảng 100 lít nước. Mình sục khoảng 6 giờ, mình đánh vào lúc buổi khuya nha mọi người, để cho nó xử lý cái NO2, NH3 trong ao của mình. Và tiếp theo nữa thì Hoa sẽ sử dụng một cái gói Evo 800 này. Nó là vi sinh 8 tỷ. Nó vi sinh 8 tỷ này thì nó có khả năng là ức chế vi khuẩn gây bệnh, như là đặc biệt là vi khuẩn Vibrio. Cái thứ hai nữa là nó ức chế bào tử nấm trong ao nuôi. Cái thứ ba nữa là nó xử lý nhớt đái. Cái thứ tư nữa là nó làm sạch nước, nó giảm đi cái màu xanh của nước và nó tạo màu trà tự nhiên. Khi sử dụng sản phẩm này 2 ngày mình test nước lại là trong nước là nó sẽ xuất hiện tảo khuê, tảo silic nha mọi người. Đặc biệt là pH của nước nó rất ổn định, thì nó sẽ không làm lên màu xanh nữa, mà nó có lên thì nó chỉ lên màu vàng trà thôi mọi người nha. Đây là cũng là một loại vi sinh đối kháng vi khuẩn và đối kháng nấm đó mọi người. Và một cái điều nữa là không thể thiếu trong cái quá trình này nữa, đó là cái chai Pronobol. Mình sử dụng cái Pronobol để mình diệt nấm. Khi mình cho ăn cái bộ đôi anti EHB rồi, nấm được đào thải qua đường ruột một ngày rồi, ngày hôm sau mình mới bắt đầu diệt nấm bằng chai Pronobol này. Một ao như thế này thì 1000m2 Hoa sẽ diệt một chai như thế này. Hoa sẽ dùng nó vào buổi trưa và tối thì Hoa sẽ thay nước lại, thay khoảng từ 50% nước trở lên. Xong rồi ngày mai thì qua lại sục vi sinh Evo 800, mình sẽ đánh xuống một nhịp nữa, thì đảm bảo là cái ao của mình nước trong, bóng, sạch, đường ruột tôm khỏe mạnh, gan tôm khỏe mạnh. Và hôm nay tôm nó đã ăn lên gần 200kg trên ao rồi mọi người nha. Đặc biệt là 5 ngày sau mình nên sử dụng lại một lần nữa để xử lý triệt để những cái mầm bào tử nấm trong ao còn sót lại. Đến lúc đó nó nở ra thì mình lại đánh thêm một lần nữa để đảm bảo là mầm nấm không quay trở lại mọi người nhé. Đây là những cái chia sẻ của Hoa, hy vọng là sẽ mang lại một chút gì đó hữu ích cho bà con nuôi tôm. Nếu mà ai có cái quy trình nào đó hay hơn, nhanh hơn, tốt hơn, an toàn hơn thì xin hãy comment phía dưới để cùng nhau chia sẻ, cùng nhau hỗ trợ cho bà con nuôi tôm của mình có những cái vụ mùa bội thu. Chúc bà con là nuôi tôm trúng mùa, trúng giá, thành công như ý.